Thơm lắm á, em ngồi đây trời ơi nó thơm bát hát luôn. Cho nhiều tiêu chút xíu. Dạ, em bới cơm. Chua ngày nãy nè. Kẹo vậy nè. Em không có thêm nước á, em chỉ để nước mắm thôi. Em mà cả nhà ăn cá rô chiên xù gói rau với em nha. Chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chúc con bà cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì hồi sáng á, sáng sớm em có đi đặt một cái lú ở dưới cái đường kinh. Bây giờ thì em đi thăm lú coi có cá chưa để mà về em làm cơm trưa. Em mời mọi người cùng ăn với em nha. Hôm nay em dầm nước mấy ngày á, em bị cảm nên em khan tiếng hết rồi. Ví dụ như mà nói chuyện có chỗ nào mà không có nghe rõ thì mọi người thông cảm cho em nha. Cảm nói chuyện hơi bị khó. Cũng gần tới rồi đó. Thôi à, em lấy lên rồi em quay cho mọi người coi luôn. Em đi thăm người em lên đấy cho mọi người. Em xé đây nha. Bỏ người ta này là con cá rô nè. Em để lên bờ rồi em mới đổ ra cho mọi người cùng xem luôn nha. Đây em phun từ từ, em nói hai khúc với nhau á cho nên nó hơi dài. Ở dưới này không có đổ cá cho mọi người coi được, cho nên bờ rồi đổ luôn nha. Em làm cơm em mời mọi người ăn nha. Có cái gì thì em nấu cái đó. Rồi em gậy quá vô khét cây luôn rồi nè. Hay quá cá rô không à. Được mấy cá rô với hình như là dính một con cá phi nữa đó. Trời, nãy em quên vũ nó xuống nè. Em gom nặng quá đó, cái em không có vũ nó sập xuống. Ý, được con cá chơi nữa nha. Cái đầu này thì em gỡ ra đây ngay đi đổ được rồi. Đây. Còn này là khúc trên. Vũ ra. Sáng không?
mới 6 giờ mấy là em đi đặt rồi đó. Nãy giờ tầm khoảng 3-4 tiếng rồi nè cả nhà. Em coi coi còn sót không. Chờ nãy em đợi. Tại đặt một cái thì nó hơi ngắn á. Nguyên khúc kinh em thấy trống á, em kéo hai cái chung luôn. Hôm nay nói chuyện ở nhà nghe giọng em á, có gì khác khác không? Nước lớn á, mò cá đâu 2-3 bữa, mấy ngày kiền á, cảm. Ví dụ em nói chuyện nó nhỏ, cả nhà thông cảm giùm em nha. Đây. Quá trời rồi. Quá, ý nhảy. Đi ra rồi. Đây. Đi đâu? Đây. Gỡ nó ra, nó sặc bự. Mà nó chết rồi. Rồi em gỡ giết nặng cho cái chú này đến đi. Để em ngồi ngay bờ kinh á. Nè. Thấy được một ít cá nữa. Chứ con cá phi nữa nghe. À, đây là thành quả của em đó. Em đi xích lại cho chú đi. Đây là thành quả buổi sáng em có đi đặt hai cái lú nha. Được một con cá chê với lại mấy con cá rô. Thì cá rô á em về em nhỏ không à. Mùa này không có cá lớn cho nên là cái cá nhỏ này em chiên xù nha. Còn con cá trê này thì em kho khô tiêu. Em mời cả nhà dùng cơm với em nha. Thì mọi người ơi, nãy giờ thì em mang cá rồi, cá sạch rồi. Cá này em đánh dẫy nhưng mà em chừa đầu với lại ấy lại em chiên xù ha. Còn cá chê thì em kho khô tiêu. Nãy em có đi hái một ít cừu nèo. Còn đây là cái salad với lại rau thơm. Em gói. Còn cừu nèo thì em chấm với cá kho. Trong thời gian ấy thì em bật bếp lên em chiên chiên cá rô nha. Bây giờ có một mình lây hoay hoài luôn. Mới xong á. Mặn cá rồi rửa rau cho nên không có quay được cho mọi người cùng coi. Đổ dầu vô, dầu nhiều vô. Chiên mới giòn được. Em đập vô ít tỏi nha. Cho nó thơm á. Mà chiên thường lúc nào cũng vậy trơn. Chiên xào gì đó mình bỏ tỏi vô nó cũng sẽ ngon hơn mà bình thường. Em chờ dầu nó sôi rồi cái em mới bỏ cá vô. Dầu nóng á, mình bỏ cá vô cá nó mới giòn được. Đầy gió quá. Có thể là hơi lâu nóng chút nha. Con bé nhỏ vô. À, cả nhà thấy không, cá mình mới bắt lên á, mình mặn á là ui da nó sẽ văng. Ê nhỏ lửa rồi văng luôn, bắn phong pha. Em quay phim cho em nó né luôn á cả nhà. Đây mình bớt lửa là nó sẽ ít văng. Em muốn dầu nó mau nóng á. Em bỏ hết vô luôn tại có một ít nè. Em không có bỏ đầu tại vì cái đầu nó mới ngon. Chiên xù là phải để đầu. Em vậy em dãy thôi. Còn có một số ít người á là người ta sẽ không đánh dãy luôn. Nè em thấy cá này cũng hơi lớn rồi cho nên em phải đánh dãy. Nó giảm lên. Hôm nay em bị cảm cho nên là
nói chuyện hơi khó nghe chút xíu, mọi người thông cảm giúp em nha. Thơm quá, nó hả mì. Cái chảo này hơi nhỏ rồi, chiên không hết rồi. Để em chan chan nó vô, nhét vô chút xíu là nó muốn vàng rồi đó, tại dầu mình lớn nè, sao vàng. Vớt tỏi này ra để nó lửa nóng sẽ khét. Còn về cá thì nãy giờ em bỏ nước mắm rồi ha, em chưa bỏ bột ngọt phải không? Giờ xong rồi, giờ em chọn lên thôi. Em chỉ mang một con thôi, là em ăn một mình là dư sức rồi, tại vì có cá chiên nữa. Để đây, giờ em đập tỏi, em làm nước mắm nha. Ý, nhảy. Bỏ đây đập tỏi nha. Thơm lắm á, em ngồi đây mà em chịu hết nổi rồi đó. Thơm bát ngát luôn. Mùi cá tươi á, nó đặc biệt hơn tất cả các mùi cá khác á. Cá kho nó có mùi cá khác nè, nhưng mà mùi mình chiên sụn vậy nè nó ngon lắm. Em làm một chút tương mắm là đủ em chấm thôi ha. Thì cá em á nãy giờ nó vàng hết rồi, giờ em gấp ra, gấp hai dĩa. Này nó giòn lắm, em gấp hai dĩa hết rồi em bắt cái nồi cá kho em lên em kho, quá trời ngon. Một mình em ăn thôi nên là em chiên ít nha. Khi nào mình ăn mình chiên nó mới giòn, mình chiên trước nó sẽ không giòn. Hey, bắt mày cá lên kho. Trong thời gian chờ cá chín á, thì ta nãy tỏi em băm rồi, nước cốt chanh em cũng bỏ vô rồi, bây giờ em làm nước mắm chua. Để vô một ít nước mắm rồi. Thì mọi người có thấy không, là cá của em nó đã gần chín tới đó. Bây giờ em xay một ít tiêu để em gãi cho em, rồi là em trộn đều lên là mình có thể dùng cơm ăn được rồi đó. Quá trời luôn, thơm quá. Đây, thơm lắm á, em ngồi đây trời ơi nó thơm bát ngát luôn. Cho nhiều tiêu chút xíu nha. Đây thì em đã dọn ra rồi, bây giờ em bới cơm, mọi người cùng ăn với em nha. Một buổi sáng đi đặt cái hai cái lú rồi chờ 2-3 tiếng hồ đi thăm, đây là thành quả một ngày nè. Đây mời mọi người trước ra. Đây cá chê nha, cá chê em kho tiêu. Nóng quá. Em kho nó vừa ăn thôi, nó không có mặn không, cho nên là nó béo ngậy luôn.
thích chê ngon nhất là cái dìa của nó. Nó béo lắm. Em ăn á, mà thằng em caramel của em á, nó chảy nước miếng. Rồi à, ấy hồi nãy em lấy xà lách, em rửa. Đây, để em gói cá của em. Cho vô một miếng rau thơm. Để một con cá. Nó giòn nè cả nhà, nghe nè. Nó sẽ kêu luôn á. Thì thôi à, hai con đi. Tham ăn mà. Chấm một ít nước mắm chua ngày nãy em làm. Nó kẹo vậy nè. Em không có thêm nước á, em chỉ để nước mắm thôi. Em mời cả nhà ăn cá rô chiên xù gói rau với em nha. Cá nó giòn như ăn sờ nách vậy. Ghê gạo gạo luôn á. Ướt rồi gớp vô rồi. Đây cái này nó gớm rồi. Thì nãy em có hái cù nèo. Cù nèo này thì bóp lại. Chấm với lại nước cá kho. Tại khi nãy em không có lấy cái dĩa ra để múc cá à. Giờ em tha chấm thẳng vô nồi luôn nha. Em mời mọi người nha. Cái này là cụ nèo hay tai tượng em cũng không biết nữa. Tại vì em nghe cha mẹ em nói là cụ nèo á. Cho nên là em nói theo thôi. Ngon á. Em thích ăn cái này rồi đó. Trời non, mình lấy dục đi. Bỏ vô. Em mời mọi người. Đây. Đây là con cá rô em chiên xù. Còn đầu, còn đuôi. Đây. Nhưng mà ở nhà em chấm miếng nước mắm nè. Ăn như là ăn bánh xà lách của em bé vậy, nó giòn như vậy á. Nghe gạo 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 gạo. Muốn chiên được giòn á thì mọi người chiên đủ lửa nó sẽ giòn, còn mình dặn lửa hơi nhỏ cá nó không có giòn đâu. Nói vậy chứ nãy giờ là em làm hết một chén cơm rồi đó, bây giờ em ăn thêm một chén nữa nha. Ăn vẫn lấy sức bù lại lúc nãy mình làm chứ. Này cay quá, tiêu cay rồi nước mắm chua cũng cay nữa. Ui cái này tiêu nhiều quá, nó cay quá. Nhưng mà cả nhà ăn một khúc cá chê với em nha. Con cá chê đồng á, ăn á thịt nó khác với con cá chê mà người ta nuôi. Chỗ em là đi ra văng chút xíu rồi. Như nãy đó, em văng có 4 tiếng rồi mà em vô được như là được một con cá chê nhỏ nữa. Nhưng mà em nhỏ quá em thả rồi, em không có bắt. Mình cứ ăn nó hết rồi lấy gì đâu mà nó sinh sản nữa đúng không. Cá lớn rồi em mới ăn. Thịt nó dai lắm, nó khác với con cá chê nuôi cho đó. Thịt cái cá chê nuôi á nó bị bở. Hôm nay ngồi đây á,
để cho nó không có gió, đứng tròn gió luôn. Ruộng thì người ta cũng mới xạ lên được bao nhiêu đó, nhưng mà nó cũng rất là đẹp đúng không? Thật hổng là em ngồi ngay chỗ đó ruộng người ta mới có xạ, cho nên là đất tới thui à, không có đẹp. Em gói rau nha. Chiên cái này mà không có rau là phí lắm đó. Tay đi mò cá rồi nè, nó hơi có hơi đen là cả nhà đừng thông cảm với em nha. Em ăn mắm chua. Em mời mọi người. Caramel của em nó dòm em hoài luôn, cười hoài luôn. Thèm á. Tại vì em kêu á vô để máy nó đi, đặt nó đi rồi vô hai chị em cùng ngồi ăn cơm. Mà nó ngại, nó không có dám. Cá rô chiên xù á mà không cần nhả xương, tại vì xương nó giòn hết. Nãy giờ ăn ngon chỉ lo ăn mồi thôi, không có ăn cơm, còn nguyên à, lo ăn mồi à. Đi hết cùng nèo rồi. Quét quét quét. Chơi luôn. Thì bình thường em sao thì bên đây em dạy nha. Mọi người đừng cất cười em nha. Giống như là em muốn cho mọi người thấy giống như là bình thường á, miền quê, miền Tây của tụi em á, nó dân dã, nó chất phát vậy thôi, chứ nó không có quá cầu kỳ với xa hoa đâu ha. Đây, em mời mọi người thêm một cuốn nữa nè, cho thằng Caramel nó thèm chơi nè. Thèm lắm luôn rồi, cười hoài luôn. Em bỏ rau găm với lại rau thơm vô. Đấy, cuốn lại. Vậy ra mới ngon, thêm một lớp nữa đi. Nó khó chịu quá, nói chuyện nó không có nghe rõ được. Em mời mọi người. Thì mọi người ơi, nãy giờ thì clip em nói dài lắm rồi, thì em xin kết thúc video ở đây nha. Nếu như mà mọi người có ý kiến góp ý gì với em á, thì xin comment vô phần bình luận giúp em nha. Tại vì em cũng mới đến làm vậy mà là thiết lập kênh thôi, cho nên là có nhiều khi em có sơ suất gì đó thì em mong mọi người sẽ ủng hộ em nha. Giống như là sẽ cho em xin một like và một lượt đăng ký để mà góp ý cho em biết những cái lỗi nào em cần phải sửa. Em xin chào tạm biệt cả nhà và